Ngày 28 tháng 5, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Đức, 18 tuổi, ngụ xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản. Đức là nghi phạm táo tợn dùng một vật giống súng và dao đe dọa cướp hai chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max trên địa bàn huyện Diễn Châu. Hơn 12 giờ trưa ngày 23 tháng 5, hai nữ nhân viên cửa hàng điện thoại của anh CNT, tên viết tắt, 25 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại di động NT, đóng ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu đang ở trong cửa hàng thì có một nam thanh niên vào hỏi mua điện thoại di động. Cửa hàng NT nằm gần quốc lộ 1, xung quanh là trường học, khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, do đang giờ nghỉ trưa nên ít người qua lại. Trước đó, anh T nhận được cuộc điện thoại của một người hỏi mua hai chiếc iPhone 14 Pro Max chưa khui hộp trị giá khoảng 50 triệu đồng hẹn trưa ngày 23 tháng 5 sẽ tới lấy. Thời điểm này, nam thanh niên bịt khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống nắng. Khi nữ nhân viên đưa điện thoại ra cho nam thanh niên xem thì người này bất ngờ rút trong người ra một vật giống súng lớn tiếng nói, đưa điện thoại đây không tao bắn chết. Chỉ trong ít phút, sau khi ép hai nữ nhân viên vào trong phòng khóa cửa và cướp được hai chiếc iPhone 14 Pro Max, nam thanh niên nhanh chóng dùng xe máy tay ga màu đỏ bỏ chạy hướng Diễn Châu, thành phố Vinh. Một điều tra viên cho biết quá trình điều tra, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do nghi phạm sử dụng các thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng như che kín mặt, thay đổi giọng nói, sử dụng sim giác để liên lạc và xe gắn biển kiểm soát giả. Trích xuất qua camera từ cửa hàng, lực lượng công an ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ cướp song việc nhận dạng nghi phạm rất khó khăn. Lần theo dấu vết camera an ninh dọc quốc lộ 1, ban chuyên án nhận định nghi phạm là người địa phương, có thời gian khảo sát cửa hàng thực hiện vụ cướp và chọn thời điểm giữa trưa đi cướp một mình. Sau khi rà soát tất cả danh sách những người có tiền án, tiền sự ở các xã, thị trấn, ban chuyên án khoanh vùng được nghi phạm Đức khi Đức đột ngột vắng mặt ở địa phương sau thời gian xảy ra vụ cướp. Đến khoảng 14 giờ chiều ngày 25 tháng 5, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp Công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án. Bắt Đức là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại NT khi Đức đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cách hiện trường gây án hơn 260 km. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do nợ nần và không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản và một mình thực hiện hành vi. Tài sản sau khi trộm được, Đức mang ra Hà Nội tiêu thụ.